và sau đây là phần tin việt nam việt nam yêu cầu viện bảo tàng hoa kỳ trả lại các cổ vật Việt Nam cùng với Thái Lan và Cambodia mới đây đã công khai lên án bảo tàng nghệ thuật Denver của Hoa Kỳ vì đã không phúc đáp một lá thư của quan chức ba nước này gửi đi hồi tháng 5 và tháng 6, yêu cầu trả lại các hiện vật bị đánh cắp từ các di sản và những ngôi đình cổ ở Đông Nam Á. Trong 8 cổ vật mà ba nước đang đòi lại, có 6 cổ vật do cựu ủy viên và cố vấn nghiên cứu của Viện Bảo tàng nghệ thuật Denver, bà Emma Bunker tặng cho Viện Bảo tàng này. Trong đó có một con dao gầm 2.000 năm tuổi làm bằng đồng được đúc trong khoảng từ năm 300 trước

200 sau công nguyên. Con dao găm cao 9 inches có hình người đứng trên cán dao, một đặc điểm điển hình của vũ khí bằng đồng thời Sơn Đông. Bà Bunker có mối quan hệ mật thiết với lại ông Douglas Latchford, là một tay buôn đồ cổ tai tiếng, từng bị cáo buộc buôn bán các cổ vật bị đánh cắp từ Cambodia trong nhiều thập niên. Năm 2019, sau khi ông ta bị Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo qua đường giấy buôn lậu và các tội danh khác liên quan tới buôn bán cổ vật, Viện Bảo tàng Nhà thuật Denver đã trao trả 4 cổ vật bị đánh cắp lại cho Cambodia. Cục Di sản văn hóa của Việt Nam dựa theo hồ sơ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ và quá trình làm việc với các chuyên gia đã xác định danh tính nguồn gốc của bốn cổ vật của Việt Nam mà Bảo tàng viện Denver đang giữ. Ngoài con dao găm kệ trên, còn có một món trang sức đá thạch anh khắc hình chim thần Shiva thuộc văn hóa Champa có niên đại thế kỷ từ thứ ba tới thứ năm, một tượng quan âm bằng gỗ sơn thép vàng có niên đại thế kỷ 18-19 và một bức điêu khắc bằng đá hình nhạc công Ginan đánh trống thuộc văn hóa Champa niên đại thế kỷ 19. Cơ quan điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ hiện đang thúc đẩy quá trình hoàn tất thủ tục, tiến hành các bước để hoàn trả các cổ vật này lại về cho Việt Nam cựu chủ tịch thành phố Hà Nội bị đề nghị bản án 3 năm tù trong vụ nâng khống giá cây xanh. Sáng ngày 26 tháng 8 trong phiên tòa xét xử, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc đã nhận hối lộ 3,8 tỷ đồng để giao dự án trồng cây xanh cho Hà Nội rồi nâng khống giá gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Viện kiểm sát đã đề nghị bản án từ 2 đến 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ án thứ tư ông Trung bị đưa ra xét xử trong lúc đang thi hành tổng cộng 12 năm tù trong 3 vụ án khác, bao gồm các tội chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redosec 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Hai giám đốc công ty có mối quan hệ thân thiết với ông Trung là Bùi Văn Mận, cựu giám đốc công ty Sinh Thái Xanh, bị đề nghị bản án từ 8 đến 9 năm tù và Vũ Kiên Trung, cựu chủ tịch công ty cây xanh 7 đến 8 năm tù. Một số đồng bị cáo khác cũng bị đề nghị các bản án từ 2 cho đến 7 năm tù. Theo bản luận tội, bị cáo Nguyễn Đức Trung khai báo quanh co, chối tội không thừa nhận hành vi, nhưng căn cứ lời khai của các bị cáo và các nhân chứng cũng như kết quả xác minh tại Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tài liệu chứng cứ khác có đủ căn cứ buộc tội. Về phần mình ông chung vẫn một mực khẳng định không có chuyện được các doanh nghiệp đến nhà tặng quà. Ông nói rằng nhờ vào dự án trồng 1 triệu cây xanh của ông, trong đó 900.000 cây đến nay vẫn đang tươi tốt mà người dân Hà Nội đang được hưởng một bầu không khí cây xanh và rằng nếu không có tâm tốt thì không thể trồng cây xanh tươi tốt như thế. Ông đổ lỗi cho cấp dưới đã bắt tay với các doanh nghiệp để nâng khống giá và bắt bỏ cáo buộc đã quanh co chối tội, nói rằng lương tâm mình chỉ cho phép nói sự thật, làm sai sẵn sàng nhận. Ông kết luận trong vụ án nâng khống giá cây xanh, nếu cần ông sẽ sẵn sàng bán nhà để nộp tiền bồi thường. Vụ một bác sĩ bị tố là đòi phải quan hệ tình dục thì mới chịu đưa thuốc trị ung thư cho bệnh nhân, công an vào cuộc điều tra. Công an quận Bình Tân thành phố Sài Gòn đã mời một cô gái có tên viết tắt là KT 21 tuổi lên làm việc. Cô T là người đã tố cáo bác sĩ có tên viết tắt là NC làm việc tại bệnh viện Ung bướu thành phố đòi quan hệ tình dục thì mới chịu đưa thuốc điều trị ung thư cho mẹ của cô. Sự việc đang khiến dư luận dậy sóng. Cô Tê cho biết là tại cơ quan công an tôi cũng đã trình bày rõ ràng các nội dung như trong đơn thư gửi thanh tra sở y tế và bệnh viện ung bướu thành phố, nói rằng bác sĩ C đã lợi dụng sự quẩn bách trước sinh mạng của mẹ tôi để đòi quan hệ tình dục thì mới chịu đưa thuốc trị ung thư. Cô khẳng định là mình đã tố cáo hành vi của bác sĩ C không vì mục đích đòi hỏi bất cứ một điều gì cho cá nhân mình mà chỉ muốn để các bệnh nhân khác cảnh giác không rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trước đó hồi đầu tháng 7, cô Tê đã gửi đơn đi khắp nơi đến thanh Thành tra Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố, thanh tra Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện ung bú thành phố và cả một số tờ báo lớn tố cáo hành vi vi phạm ý đức của bác sĩ C. Đơn thừa cho biết là mẹ của cô 55 tuổi bị ung thư tuyến giáp và được mổ tại Bệnh viện ung bú. Trong lúc đưa mẹ đi xạ trị, cô T quen biết với bác sĩ C và được ông này bảo là mang hồ sơ bệnh án tới một nhà thuốc ở quận Tân Bình để ông ta hướng dẫn cách điều trị. Ngày 15 tháng 4, khi đến nhà thuốc nêu trên gặp bác sĩ C, ông ta nói là trường hợp của mẹ cô T đã hết cách điều Điều trị chỉ còn cách uống thuốc Lanvacin 10mg để kéo dài thời gian sống. Ông C cho biết hộp thuốc này có giá 14 triệu đồng và là thuốc nội bộ phải được bác sĩ kê đơn và giám sát. Cô T kể là mặc dù tôi đồng ý trả tiền mua thuốc, nhưng bác sĩ C nói là không cần tiền rồi lao vô ôm tôi. Tôi phản kháng đẩy ông ta ra và bỏ về. Một ngày sau, ông C nhắn tin nói là thời gian sống của mẹ cô chỉ còn vài tháng, thế là cô T phải quay lại gặp ông ta vào đêm 18 tháng 4. Cô kể là ông ta cầm lọ thuốc nhưng không đưa cho tôi mà nói là em làm cho anh vui đi, rồi anh đưa thuốc, rồi lao vào ôm tôi và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với tôi. Sau khi bị cô Tê đăng bài tố cáo trên mạng xã hội, ông C đã nhắn tin và gọi điện thoại nhiều lần xin cô xóa bài. Đến ngày 24 tháng 8 vừa qua, sau khi vụ này được báo chí loan tải gây bất bình rộng khắp trong dư luận, Sở Y tế thành phố đã yêu cầu Bệnh viện Ung Bướu phải xem xét tạm thời đình chỉ công tác của bác sĩ C và yêu cầu ông ta phải giải thích. Bác sĩ C thì đã bác bỏ các cáo buộc của cô T. Thành phố Bảo Lộc ngập nặng sau trận mưa lớn Sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng 26 tháng 8, nhiều khu vực thuộc thành phố Bảo Lộc đã bị ngập nặng Có nơi lên đến cả 1 mét, nước tràn vào nhà dân, đường phố bị chia cắt Một trong những nơi bị ngập nặng nhất là xã Đại Lào, do nước từ các dòng suối đổ về càng lúc càng mạnh Trên đường Palau-Sere, một đoạn dài 500 mét ngập hơn nửa mét khiến xe gắn máy và xe hơi không thể chạy qua Tại xã Lộc Châu, suối Đại Lào, nước dâng cao khiến đường xá khu vực cầu Ba và các thôn Tân Thịnh, Tân Bình, Ánh Mai bị ngập, tràn vào nhà dân. Ngay trung tâm thành phố Bảo Lộc, mưa lớn kéo dài cũng gây ngập khắp nơi, nhiều đoạn đường bị chia cắt. Chính quyền thành phố Bảo Lộc cho biết đã điều động 100% lực lượng từ xã đến các thôn, Phối hợp công an, quân đội giúp hàng trăm gia đình ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Trước đó hồi cuối tháng 6 Bảo Lộc cũng bị ngập sâu sau những trận mưa lớn kéo dài, nhiều con đường bị sạt lở sụt lún. Đến cuối tháng 7, một đồi trồng sầu riêng trên đèo Bảo Lộc sạt lở, sập xuống đè lên một trạm cảnh sát giao thông, khiến ba cảnh sát và một người dân tử nạn. Không chỉ thành phố Bảo Lộc mưa lớn cũng khiến thành phố Đà Lạt nhiều lần bị ngập nặng gần nửa mét, nhiều xe hơi bị lõm nhiều xe hơi bị bỏng trong biển nước thậm chí ngay tại khu trung tâm thành phố nước mưa và nước cống cũng vào nhà dân gây hư hỏng nhiều đồ đạc chỉ tính từ đầu năm đến nay, tại Đà Lạt đã xảy ra 6 cơn mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi, ảnh hưởng đến đời sống dân chúng. Ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa ký quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp chống ngập úng khu vực Hạ Lưu, Thác Cam Ly để gọi là chủ động, kịp thời ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra, giảm tình trạng ngập lụt trong mùa mưa bão. Và chuyện chỉ có tại Việt Nam một ông lấy đất của người khác tự phân lô rồi ngang nhiên rao bán trên Facebook. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam Nguyễn Minh Trúc, 30 tuổi, cư dân thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã tự ý phân lô bán đất của người khác. Theo điều tra của công an thì vì cần tiền tiêu xài, Trúc đã tự ý cắm mốc phân lô bằng trụ bê tông thửa đất số 413, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột thuộc chủ quyền của người khác. Y phân lô mỗi lô đất với diện tích là 5 x 30 m rồi rao bán trên Facebook khi có người liên lạc hỏi mua trúc dẫn họ tới xem và cam kết thửa đất này do mình đứng tên sở hữu. Sau khi xem đất xong, trúc đưa khách về nhà mình nhằm mục đích cho họ biết nhà để tin tưởng và chịu mua đất. Khi người mua muốn xem sổ đỏ của lô đất thì trúc mới lấy điện thoại đưa hình chụp phần trích lục bản đồ diện tích đất của một sổ đỏ khác nói dối rằng sổ đỏ gốc đang tách thửa và cam kết sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục tách thửa trong vòng 60 ngày. Hai bên sau đó ký kết hợp đồng mua bán và nhận tiền đặt cọc ngay tại nhà của Trúc. Theo hợp đồng thì khi nhận sổ đỏ, khách sẽ phải trả hết số tiền còn lại cho Trúc. Nếu không tách được sổ đỏ như đã hứa, Trúc sẽ hoàn trả tiền đặt cọc cho khách. Với thủ đoạn này, từ tháng Giêng năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, Trúc đã lừa bán đất chiếm đoạt tiền đặt cọc của 8 người với tổng cộng 1,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Đúng. Mới đây, khi y lén lút về thăm người thân tại Buôn Ma Thuột thì bị phát hiện và đã bị bắt Và đó là phần tin Việt Nam sau một vài thông tin thương mại Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Service Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi